RPG-30 Kruk là dòng súng chống tăng do Liên hiệp Khoa học Sản xuất Bazan của Nga phát triển với thiết kế chưa có tiền lệ. Vốn là một biến thể nâng cấp của súng chống tăng RPG-29 Vampire, RPG-30 có hai cơ cấu phóng đạn trên một giá phóng, gồm đạn chính cỡ 105mm và đạn phụ cỡ 30mm. Khi súng khai hỏa, quả đạn phụ được bắn ra từ nòng nhỏ với sơ tốc 120m/s, có tác dụng kích hoạt hệ thống phòng thủ chủ động hoặc phá vỡ giáp phản ứng nổ của xe tăng đối phương. Bay liền ngay sau đó là quả đạn chính, với đầu nổ lõm định hướng sẽ xuyên thủng giáp xe. Như vậy, có thể hiểu đạn phụ đóng vai trò chim mồi, làm hệ thống phòng vệ đối phương nhận nhầm và tấn công đạn phụ, sau đó không đủ thời gian đánh chặn khi quả đạn chính cũng đang phóng tới. Nhờ thiết kế đặc biệt, RPG-30 có khả năng xuyên phá 650mm giáp cán đồng nhất RHA, được gia cố bằng giáp phản ứng nổ, hoặc 1.500mm tường bê tông trong tầm bắn khoảng 200m. Với khả năng xuyên phá như trên, hiện không một loại xe tăng, phương tiện chiến đấu hạng nặng nào có thể sống sót nếu bị RPG-30 tấn công. Thông số cơ bản của RPG-30 là chiều dài 1.135mm, cỡ nặng 105mm, trọng lượng 10,3kg gồm cả đạn. Bên cạnh đó, RPG-30 cũng có thể sử dụng đạn PG-29V giống như súng RPG-29. Đây là đạn nổ lõm hai đầu. Ở góc tiếp cận 60 độ, đạn PG-29V có khả năng xuyên phá vỏ thép đồng nhất dày trên 700mm và được bọc giáp phản ứng nổ bên ngoài. Đạn PG-29V có thể sản xuất từ chất dẻo thủy tinh hoặc thép.